Tòa tuyên án cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm. Bình Phước, nổ lò hơi công ty sản xuất dầu điều, hai người tử vong. Hà Nội, cháy lớn hơn 1.000m2 kho sưởng xốp, khói đen bốc cao hàng chục mét. Quảng Trị, triệt phá đường dây nhập cảnh trái phép, lừa đảo công nghệ cao. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ trên kênh YouTube của báo Công Thương. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Tòa tuyên án cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm. Chiều ngày mùng 5 tháng 8, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành tuyên án với cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường chứng khoán. Vụ án đã trải qua 2 tuần xét xử và nghị án. Trong 50 bị cáo hầu tòa, cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị đánh giá là chủ mưu, cầm đầu và bị đề nghị mức án nặng nhất, hành vi thao túng thị trường chứng khoán cũng làm ảnh hưởng xấu đến nhà đầu tư, gây bức xúc cho xã hội nên phải có bản án tương xứng. Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch FLC mức án 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội thao túng chứng khoán, tổng cộng mức án mà bị cáo quyết phải nhận là 21 năm tù. Cùng bị tuyên phạt về hai tội danh trên, bị cáo Trịnh Thị Minh Huế bị tuyên 11 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 30 tháng tù về tội thao túng chứng khoán, tổng hợp hình phạt là 14 năm tù. Tương tự, bị cáo Trịnh Văn Đại nhận tổng cộng 11 năm tù giam, Hương Trần Kiều Dung nhận 8 năm 6 tháng tù giam, Trịnh Thị Thúy Nga nhận 8 năm tù giam. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt 15 tháng tù, treo đến 12 năm tù giam. Ngoài hình phạt tù, hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Trịnh Văn Quyết và các bị cáo liên đới bồi thường 1.785 tỷ trong nhóm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, tòa ghi nhận các bị cáo đã bồi thường 264 tỷ đồng. Đối với nhóm hành vi thao túng thị trường chứng khoán, hội đồng xét xử buộc các bị cáo nộp liên đới bồi thường số tiền 684 tỷ đồng. Bình Phước, nổ lò hơi công ty sản xuất dầu điều, hai người tử vong. Vào sáng ngày 5 tháng 8, tại nhà xưởng của một công ty sản xuất dầu điều khu phố Bầu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, xảy ra một vụ cháy, nổ lò hơi rất nghiêm trọng, khiến ít nhất một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày, hai thợ cơ khí của công ty trách nhiệm hữu hạn LC Buffalo chuyên sản xuất dầu điều vào công ty để bảo trì lò hơi. Trong lúc đang bảo trì, một lò hơi bất ngờ phát nổ, sau đó bốc cháy, lan rộng sang những khu vực nhà xưởng công ty, khiến hàng trăm công nhân hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Bình Phước đã điều động 2 xe chỉ huy, 10 xe chữa cháy, 6 xe bồn, 1 xe chạm bơm tham gia chữa cháy và gần 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy. Thượng tá Nguyễn Đức Minh, trưởng công an huyện Đồng Phú cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện đã điều động lực lượng nhanh chóng đến hiện trường để cùng tham gia vào công tác chữa cháy cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Tại hiện trường, bên trong lửa cháy dữ dội, cột khói bốc cao hàng trăm mét, Lực lượng phòng cháy chữa cháy rất nỗ lực để không chế đám cháy. Một số cán bộ chiến sĩ phải mặc đồ bảo hộ chuyên dụng. Có nhiều xe cứu thương đã được điều đến hiện trường và rời đi sau đó. Xung quanh khu vực công ty, lực lượng công an vẫn đang phong tỏa, không cho người dân tiếp cận gần hiện trường, đảm bảo an toàn. Sau vụ nổ lò nén hơi, điểm danh có mặt là 67 người, vắng 2 người. Vụ cháy nổ khiến 2 công nhân tử vong. Hà Nội, cháy lớn hơn 1.000m2 kho sưởng xốp, khói đen bốc cao hàng chục mét. Vào 7 giờ 44 phút sáng ngày 5 tháng 8, một vụ hỏa hoạn lớn đã bất ngờ bùng phát tại một kho chứa xốp tại công ty xốp Khang Trang, cụm công nghiệp Hapro, xã Lệ Trì, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Vào thời điểm trên, lửa đã bùng phát tại khu vực sản xuất xốp, ni lông, vật liệu cách nhiệt. Ngay sau đó, hỏa hoạn lan rộng, khiến khói đen bốc lên cao hàng chục mét. Khu nhà xưởng mái tôn bị om nhiệt vì sức nóng có nguy cơ sập đổ cấu kiện. Nhận được tin báo, Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Gia Lâm đã điều xe chữa cháy và lực lượng đến hiện trường. Tới thời điểm 10 giờ sáng, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Các nhà xưởng lân cận đã không còn nguy cơ bị đe dọa bởi bức xạ nhiệt nóng. Hiện các lực lượng vẫn tiếp tục dập tàn chống tái cháy trở lại. Được biết khu nhà xưởng có diện tích khoảng trên 2.000 m2 được lợp mái tôn khung thép, phần cháy và ảnh hưởng do lửa khoảng gần 1.000 m2. Đây là khu vực chuyên sản xuất túi khí bảo quản, cách nhiệt, xốp hơi để cung ứng cho đơn vị bọc gói sản phẩm điện tử chống va đập. Khu vực bị cháy là ba dãy nhà xưởng, mỗi khu có diện tích khoảng 200 m vuông. phần mái tôn phía trên đã bị nhiệt độ cao phá hủy nghiêm trọng. Rất may, không có người bị thương vong trong vụ việc kể trên, hiện nguyên nhân hỏa hoạn vẫn đang tiếp tục được làm rõ. Quảng Trị triệt phá đường dây nhập cảnh trái phép lừa đảo công nghệ cao. Ngày mùng 5 tháng 8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức môi giới người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Theo đó, vào khoảng 8 giờ ngày 27 tháng 7, tại khu vực sát biên giới khóm Ca Tăng, thị trấn La Bảo, huyện Hướng Hòa, tỉnh Quảng Trị, phòng trinh sát bộ đội biên phòng Quảng Trị phối hợp cùng lực lượng chức năng bắt quả tang Sinon, 19 tuổi, chú huyện Sepol, Lào, khi đang sử dụng xe gắn máy để chở một người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Mở rộng điều tra suy xét, các lực lượng chức năng đã phối hợp bắt giữ thêm 5 đối tượng người Trung Quốc và hai đối tượng người Việt Nam. Qua đấu tranh, nhóm người Trung Quốc khai được một chủ khách sạn ở khu vực Tam Giác Vàng giới thiệu, hướng dẫn và thuê xe đưa về huyện Sepol. Sau đó, được những người Lào chờ sẵn sử dụng xe máy để đưa nhập cảnh trái phép qua biên giới. Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, nhóm đối tượng người Trung Quốc được huấn luyện, đào tạo bài bản về các thủ đoạn lừa đảo bằng công nghệ cao tại khu vực Tam Giác Vàng, sau đó tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh, Campuchia để thiết lập các đường dây móc nối với các máy chủ ở trong nước và nước ngoài sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đang hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu chuyển cho cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật. Lâm Đồng bắt nhóm đối tượng lừa bán tiền giả chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Ngày mùng 5 tháng 8, công an thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 14 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong 14 người bị khởi tố bắt tạm giam, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bảo Lộc xác định Phạm Minh Thành, 26 tuổi, ngụ phường 1 thành phố Bảo Lộc, Trần Hoài Tiến, 32 tuổi, ngụ huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hoài Tâm, 24 tuổi, ngụ xã Lộc Ngãi huyện Bảo Lâm, Nguyễn Hữu Nghĩa, 34 tuổi, ngụ phường Lộc Sơn thành phố Bảo Lộc và Tô Hoàng Bảo Thúy, 24 tuổi, ngụ xã Lộc Nga thành phố Bảo Lộc là nhóm chủ mưu cầm đầu đường dây lừa đảo này. Theo điều tra, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản các đối tượng đã tạo các tài khoản Facebook ảo rồi thuê chạy quảng cáo trên không gian mạng nhằm tạo lượng tương tác cao. Qua đó, các đối tượng giao bán tiền giả tìm người cần mua để thực hiện hành vi lừa đảo. Mức sau bán tiền giả là 200.000 đồng tiền thật được 5 triệu đồng tiền giả, 250.000 đồng tiền thật được 10 triệu đồng tiền giả, 300.000 đồng tiền thật được 15 triệu đồng tiền giả, 400.000 đồng tiền thật được 16 triệu đồng tiền giả và 450.000 đồng tiền thật được 22 triệu đồng tiền giả. Tuy nhiên, khi đóng gói giao tiền giả cho người mua như đã thỏa thuận, nhóm lừa đảo này không đóng gói tiền giả mà thay vào đó là những vật dụng như bột khử mùi, bột xi măng và tiền âm phủ. Trong thời gian khoảng 6 tháng, đường dây này đã giao thành công hơn 23.000 đơn hàng trong cả nước và chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng. Hiện công an thành phố Bảo Lộc đang phối hợp với công an tỉnh Lâm Đồng trích xuất các dữ liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật điều tra nguyên nhân xe bồn chở ga đâm sập cổng trang trí ở thành phố Buôn Ma Thuột. Ngày 5 tháng 8, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Buôn Ma Thuột vẫn đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ xe bồn chở ga tông sập cổng trang trí, chiếu sáng trên đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, xe đầu kéo biển số 48C 06183 kéo theo rơ móc 48R 00039 chở khí ga lưu thông theo hướng từ Đắk Lắc đi Đắk Nông khi di chuyển đến cổng trào trên đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, xe chở khí ga nói trên tự tông vào cổng trang trí chiếu sáng. Tại hiện trường, trụ đèn chiếu sáng gần ngã xuống đường, xe chở khí ga leo lên giải phân cách, đầu xe hư hỏng nhẹ. Vụ tai nạn khiến tài xế bị thương nhẹ. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, tài xế lái xe trên là ông Phan Nhật Nam, 42 tuổi, chú xã Hòa Phú, thành phố Bôn Ma Thuột. Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy đối với tài xế. Kết quả, người này không vi phạm. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng nhận định, tài xế nam thiếu chú ý quan sát dẫn đến tai nạn. Lâm Đồng xử lý nghiêm bảo vệ đánh người bán hàng rong chùa Linh ẩn. Chiều ngày 4 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà, Lâm Đồng xác nhận đã chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương xử lý trường hợp bảo vệ chùa Linh ẩn tại thị trấn Nam Ban đánh người bán vé số trước cổng chùa. Trước đó trên mạng xã hội đã xuất hiện hai clip ghi lại cảnh tượng người được cho là bảo vệ chùa Linh ẩn đã dùng gậy hành hung và xô đuổi người bán vé số và bán rau quả đang hoạt động trước cổng chùa. Trao đổi với phóng viên báo Công Thương, anh Trần Văn Giang sinh năm 1976 quê Thanh Hóa cho biết, anh chính là nạn nhân bị bảo vệ chùa linh ẩn hành hung như trong clip đang lan truyền trên mạng xã hội. Clip đó cách đây hơn 10 ngày, khi đó tôi đang ngồi nghỉ tại bậc thang trước cổng chùa linh ẩn thì người bảo vệ chùa tiến đến có lời lẽ xúc phạm, chửi bới tôi. Tôi còn nói với người bảo vệ cháu đi mệt cho cháu ngồi nghỉ một chút rồi sẽ đi. Tuy nhiên người bảo vệ này không đồng ý, dùng gậy đánh vào chân tôi và xua đuổi. Không cho tôi bán vé số, bắt tôi ra khỏi khu vực chùa Linh ẩn, anh Trần Văn Giang cho hay. Anh Giang cũng cho biết thêm, người bảo vệ này đã nhiều lần bắt anh phải chung chi tiền thì mới được bán vé số tại khu vực chùa, ngày thường là 50.000 đồng, ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật là 100.000 đồng, nhưng anh Giang không có tiền đưa cho bảo vệ và đây cũng là nguyên nhân anh Giang bị xua đuổi ra khỏi khu vực chùa Linh ẩn. Đại diện Ủy ban nhân dân thị trấn Nam Ban cho hay, ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã chỉ đạo công an mời người được cho là bảo vệ chùa Ông Ngô Đức Long lên làm việc, qua kiểm tra, công an phát hiện Long Dương tính với chất ma túy. Các bạn vừa theo dõi bản tin nóng 24 giờ trên kênh YouTube của báo Công Thương, đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận những thông báo khi có những chương trình mới nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.